em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta tiếp tục hành trình ngày hôm nay buổi tối ở khu vực trung tâm Sài Gòn. Cụ thể đây là cái tòa nhà Bitexco, một cái địa điểm rất là nổi tiếng. Khi các anh chị và các bạn có dịp đi về Sài Gòn thì chúng ta cũng dạo quanh khu vực này về đêm. Và bây giờ những cái hình ảnh này gửi các anh chị và các bạn chúng ta cùng tham khảo ha. Ở đây thì có rất là nhiều hàng quán ăn uống. Lúc nãy mình đi một dọc cái phố đi bộ Nguyễn Huệ và thấy những cái món như là trái cây rồi mực rồi cốc ổi rồi bánh tráng trộn, bánh tráng nướng rồi vân vân, nhưng mà bánh tráng thì cảm thấy rất là ngon ở cái quán, ở cái xe đẩy cô mập, nhưng mà mới ăn một miếng thôi, còn một miếng để trong giỏ nè. Tại vì tay cầm camera, tay ăn nghĩ lại đàn ông con trai cầm ăn đi vòng vòng thì cũng hơi kỳ. Nên mình ăn một miếng để biết mùi vị thôi ha. Rồi bây giờ em dẫn các anh chị các bạn cùng dạo quanh một vòng ở khu vực này. Nhân đây thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và chia sẻ cùng Vĩnh Long TV. Với những cái lời comment, những cái yêu cầu rất là thân tình, những cái chia sẻ rất là chân thật. Và đây trước mặt chúng ta đó là cái hiệu bánh Như Lan nổi tiếng Sài Gòn. Có lẽ khu vực này thì em đi cũng rất là nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay thì chúng ta cùng nhau cập nhật lại ha. Cái nhà đỏ đỏ này cũng Như Lan luôn nè, không biết là thuê hay là mua nữa. Bên đây là đường Hồ Tùng Mậu, ngày xưa là Võ Duy Nguy Sài Gòn đó, có Võ Duy Nguy Bình Thạnh nữa, Gia Định nữa, thì đây là Võ Duy Nguy Sài Gòn. Đây chúng ta cùng đi một vòng ở khu vực chợ cũ nha, xem buổi tối ở đó bán món gì ăn. Sài Gòn bây giờ là 8 giờ tối. Tôi thấy trong Như Lan nè có nước ép trái cây, rồi bánh cuốn, phở. Bánh mì 30.000 rất là lớn. Bánh ướt, rồi heo quay, xúc xích, vịt quay, rất là tấp nập và sơm tủ. Ở đây chúng ta nhìn bên kia đó là cái những cái nhà hàng, những cái quán bar ngày xưa đó rất là đông, nhưng mà bây giờ thì không có nhiều ha, còn chỉ một vài quán thôi. Chúng ta đang ở đại lộ Hàm Nghi với Hồ Tùng Mậu nè. Ở khu vực này thì cũng rất là gần với cái bến Bạch Đằng. Bánh cơm cháy chăm bông. Rạm chiên giòn. Rồi sầu riêng 90.000 một ký. Mùa này là mùa sầu riêng.
khu vực này ngày xưa có cái nhà hàng Động Phát. Và bên đây có những cái shop bán những cái bánh kẹo nhập. Mía cô ngủ luôn rồi, có lẽ do bán vắng quá. Một ngôi chợ đúng nghĩa với cái tên của nó luôn, chợ cũ. Thì tất cả đều cũ hết ở cái chợ này, từ cái mái tôn cho đến con người ở đây đều là những người cũ hết. Một ngôi chợ rất là thân thương. Xôi gà, bên kia cô bán xôi gà. Cô bán rồi cô ngủ đó luôn nè. Những cái dãy nhà tôn rất là sập sệ. Chúng ta thấy cái mặt tiền hai bên nhà thì tổng quát tổng thể thì nó rất là đẹp, nhưng mà đi sâu bên trong thì chúng ta thấy rất là nát. Tiếu bò viên lúc trước em có review hủ tiếu bò viên cái cô đó rồi á. Đây thì có cơm thối chuyên ký, nhưng mà bán ban ngày thôi, ban đêm thì người ta nghỉ thôi. Khu vực này bán rau cải. Bên này có cái hẻm 69 để đi vô cái dãy chung cư. Đó, mình nhìn thấy cái nhà rất là cũ. Những cái sạp ở đây thì cũ hết à. Bên đây là 76. Nó chỉ bán bột chiên. Nhân đây thì em cũng xin gửi đến chị Bảy những cái hình ảnh. Một lần nữa chúng ta cùng nhìn lại những cái hình ảnh về chợ cũ nha. Ở đây có cái sạp thịt, mấy chị đang ngồi nha, rồi tán dóc. Đẹp quá mà sai vô. Rồi đây có cái nhà rất là xưa nè.
hải sản, tôm càng 570.000 một ký tôm càng. Bát trung thai sập à, muối à, cô bán nước ngọt quá trời luôn nè. Đó, có cái hẻm đi vô chung cư nhìn cảnh rất là điều hiu ha. Đó, cái hình này rất là xưa rồi nè. Cái mái nhà, cái chợ, cái cửa kiểu ngày xưa, sau mấy chục năm thì vẫn là cái kiểu cửa này ha. À, kiểu này thì hiện đại nè. Đó. Chúng ta đi về trong bóng tối. À, bánh cuốn. Ở đây là chú bán bánh cuốn. À, cơm tấm bà qué à, nghe cái tên này chắc là người Hoa nè. À, cơm tấm bà qué à, là chị bán nước mía à. Rồi, một số hình ảnh chợ cũ về đêm một lần nữa, em mời các anh chị và các bạn cùng nhìn lại. Biết đâu trong những hình ảnh này chúng ta lại bắt gặp những người quen và chúng ta thấy bây giờ họ vẫn khỏe thông qua những cái video như thế này. Ở đầu chợ thì cái sạp này đang cho thuê lại nè. Sạp chị Yến và đầu chợ là chuối, Vina chuối, chuối chiên, chuối dài nhất Sài Gòn. Cái hủ tiếu gõ, cái món hủ tiếu gõ nổi tiếng ở Sài Gòn. Ngày xưa thì hủ tiếu gõ bán họ đi lấy cái đồ đập nước đá đó với cái muỗng, họ gõ cốc 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 à, nghe cốc cốc là mình biết đó là hủ tiếu gõ rồi ha. Nhưng mà bây giờ thì không có những cái xe đạp gõ vòng vòng đó nữa. Cái em chân dài ngồi để những cái anh nào mệt thì vô đó để mấy em làm cho khỏe. Rồi những hình ảnh ở chợ cũ gửi các chị bạn bạn thì nhân đây thì em cũng xin chúc anh chị bạn luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.